Em xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha. Clip này thì em giới thiệu với anh em mình là mẫu con đẩy Mỹ anh em nha. Một đẩy Mỹ QSC có model là RMX1850 nha anh em. Đây là một cái dòng đẩy Mỹ giá nói chung là khá là tốt anh em ạ. Con này thì em sưu tầm được giá tốt nha. Cho nên là em bán cho anh em mình giá nói chung cũng rất là ok ha. Con đẩy QSC RMX1850 này thì anh em mình có thể chơi lo full của Nhật hoặc Mỹ đâu ha. Là đánh lo bass 40 là vô tư nha. Anh em mình chơi lo full Mỹ Nhật bãi xịn đánh lo 40 là tẹt ga luôn anh em ạ. Còn lo 30 hoặc là hai cặp boss là đánh vivo luôn nha. Dư sức đánh luôn nha anh em nha. Đó. Thì con này về cái mặt tiền nó còn rất là đẹp luôn anh em. Và đây là nắp lưng nha. Em đã tháo sẵn nắp ra rồi ha. Em tháo sẵn ốc rồi để em soi cho anh em mình xem cái ruột gan bên trong nó đẹp keng luôn anh em ạ. Một tí nữa em sẽ quay cho anh em mình xem nha. Đây là bộ phận công tắc ha. Công tắc tắt mở nguồn. Đó, rất là mới luôn anh em. Con này về còn len keng luôn nha. Và hai cái volume cho hai kênh ha. Và có đèn báo tín hiệu và đèn clip ha. Đó. Và bây giờ thì em sẽ tháo cái nắp lưng ra cho anh em mình cùng xem về bên trong cái nội thất nha anh em nha. Và bây giờ thì em sẽ quay một vòng ra đằng sau cho anh em mình cùng xem nha. Đây là tổng thể mặt sau nha anh em. Tổng thể mặt sau đây ha. Thì con này anh em mình có thể vào bằng tín hiệu bằng 6 ly ha. 6 ly hoặc là 3 lăng. Đó là tín hiệu đầu vào của hai kênh nha. Đó. Và đây thì nó sẽ có quạt gió ha. Giải nhiệt cho bộ phận dãy sò. Và đường ra loa là nó ra loa bằng jack đỏ đen ha, đỏ đen như những con ampli anh em mình đang sử dụng á. Và đây thì nó sẽ có một cái jack chuyên dụng nha, một cái jack neutrik chuyên dụng dành cho anh em mình sử dụng những cái jack neutrik nha. Đó, hai jack hai kênh AB. Đó. Và đây là tín hiệu dây nguồn nha. Đó. Đây thì dây nguồn em sẽ có tặng kèm cho anh em mình nha. Dây này là dây nguồn bãi xịn luôn nha anh em, dây nguồn bãi xịn luôn. Về anh em mình chỉ việc dùng thôi. Con này là công suất 312W cho một kênh 8 ohm nha anh em. Và đây là công suất thật nha. Đánh rất là khỏe nha anh em. Điện là điện 220V. Anh em mình có thể dùng điện trực tiếp ở thị trường Việt Nam mình luôn nha. Đây là một cái dòng đẩy QSC hàng Mỹ xịn. Và đây là tổng thể bên trong nha anh em nha. Tổng thể bên trong. Đây anh em ạ. Đây thì mỗi bên em nó sử dụng là 4 tụ nguồn nha, 4 tụ nguồn và hai bên là 8 tụ nguồn. Đó. Tụ nguồn cũng khá là to và một cái biến thế xuyến cũng khá là to luôn nha anh em nha. Đó, biến thế xuyến khá là to, ốc ác rồi là còn nguyên hết trơn nè. Kể cả cầu chì luôn anh em nha, cầu chì xứ luôn là vẫn còn nguyên zin nha. Đó, cầu chì xứ là còn nguyên zin luôn. Đây, anh em mình thấy ha. Nói chung con này về rất là đẹp luôn anh em ạ. À. Cực kỳ là đẹp và mới luôn nha. Con này thì thị trường bán thì cũng tầm 7 triệu mấy đổ lên nha anh em nha, 7 triệu mấy đổ lên. Đó. Với tình trạng là cái con này về rất là đẹp luôn em. Anh em mình nhìn bo mạch nè ha. Đó, bo mạch và những cái rắc cắm nào nè, anh em mình thấy không? Đó, cực kỳ mới và đẹp luôn nha. Bo mạch thì rất là sạch sẽ ha. Đó. Đây, không có dấu hiệu nám hay là trục trặc gì hết nha anh em. Còn rất là len keng, rất là đẹp luôn nha. Đó, dây dắt đồ là đi rất là đẹp, nguyên zin hết nha anh em nha, nguyên zin hết. Đó. Anh em mình xem. Có nhu cầu thì liên hệ với em nha. Ok. Và đây là những cái mã số trên cái những cái miếng nhôm tản nhiệt nè và miếng trắng này đẩy cái luồng gió nó đi ở trong này anh em nha. Đó. Cái miếng nhôm này là miếng nhôm màu trắng nha, miếng nhôm màu trắng. Nhưng mà ở dưới này nè ha. Ở dưới này là họ sơn đen nha. Đó. Đây, ở phía dưới nè. Trên thì họ để nguyên, dưới này họ sơn. Ở đây có đôi chút bụi em chưa có lao này anh em, bụi ít lắm anh em ạ. À. Con này về còn rất là đẹp luôn. Con này sử dụng là 16 sò nha, 16 sò lớn nha anh em. Đó. Đây, 16 sò lớn. Sò Toshiba. Đó. Và mỗi bên thì nó có 4 con thúc nữa nha. Đó, hai bên là 8 con. Và tổng cộng là 16 sò lớn nha. Đó. 16 sò lớn và 8 con nhỏ. Bo mạch trở tụ đồ là anh em mình coi còn rất là len keng, rất là đẹp luôn nha. Con này thì em đã test hoạt động rồi anh em nha, em đã test hoạt động hoàn hảo rồi nha. Anh em mình mua về thì chỉ việc dùng thôi. Đó, để em soi về cái mặt trước cho anh em mình xem nè nha. Đó. QSC Audio ha, RMX 1850. Đèn báo nguồn ha và công tắc.
Thì cái dòng QSC này thì giá nó sẽ, nói chung là giá tiền so với cái chất lượng á, thì cái chất lượng của nó là vượt xa cái giá tiền anh em mình đầu tư nha. Đó. Đây, volume của hai kênh ha. Ok, rồi. Thì con này thì nó sẽ có giá em để cho anh em mình là 7 triệu đồng nha anh em nha. Giá là 7 triệu đồng. Đó. Nói chung là giá này là cực kỳ tốt cho anh em mình sưu tầm luôn rồi. Anh em mình quan tâm thì có thể tra cái thông tin là QSC RMX1850 này đi ha. Đó. Thì anh em mình sẽ thấy cái mức giá này 7 triệu đồng là nó sẽ hợp lý với con đẩy này như thế nào ha. Đó. Đây. Soi cho anh em mình xem về những cái đường chữ nó còn rất là mới luôn nè ha. Đó. Ok. Rất là đẹp nha anh em nha, rất là đẹp. Rồi, con QSC RMX1850HD này thì em để cho anh em mình giá là 7 triệu đồng nha. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em ha, một con đẩy Mỹ. Con này thì anh em mình chơi tốt lo full của Nhật của Mỹ ha, nó bass 4 tấc là quấn căng đét nha anh em. Còn anh em mình chơi lobo hoặc là lo lobo thì anh em mình đánh hai cặp Vivo luôn. Đó. Đánh hai cặp là dư sức luôn, hoặc là anh em mình chơi lo 30 là đánh căng đét luôn nha anh em, dư sức đánh luôn nha. Hàng Mỹ xịn, zin nguyên bản. Đó, máy móc là chưa đụng chạm gì nha. Đó. Rồi, anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em sớm nha. Và clip các em cũng xin được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của anh em mình ra để xem clip ủng hộ em nha. Rồi em xin chào tất cả anh em mình và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo ha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại.